Mọi người, bên kho em mới về thêm mấy dũa để tặng cho mọi người. Em quay cho mọi người xem nha. Màu đỏ rất là đẹp. Mấy dũa này thì không dây đó mọi người. Nó có là năng suất là 35.000. Rồi cái máy của nó, đây là cái loại mới, cái motor của nó là nó rất là êm, nó không có gây tiếng ồn. Nó không có bị dính acetone á, acetone resistant. Với lại là nó có cái cục chạc này rất là tiện lợi. Mình xài xong thì mình gắm vô mình chạc đó. Mình gắm vô mình chạc. Và cái cục pin này thì ở trên sản xuất nó nói là cục pin này nó có thể last từ last tới khoảng 10 tiếng đồng hồ trong cái thời gian mình sử dụng. Thì cái máy này là em không có bán, cái máy này là em lấy về em tặng, nhưng mà nó là loại xịn luôn, nó là cái loại máy dũa không dây xịn nhất bây giờ. Cái tay cầm cũng rất là nhẹ nhàng, êm ái luôn, để mình làm cho đỡ mỏi tay, đỡ mỏi cổ tay, đỡ nặng nề. Thì cái deal bên em hiện tại là mình mua 1.000 đồng supply trở lên thì em sẽ tặng cho anh chị cái máy dũa này. Cái máy dũa này thì trên thị trường bán là trị giá chắc khoảng 200 hoặc là 200 hơn đó. Thì mình chỉ cần mua supply 1.000 bên em thôi là được tặng cái máy dũa này rồi. Ok, hôm trước Tết á, em có làm một cái deal này rồi. Em đã tặng rất là nhiều máy dũa hôm trước Tết Việt Nam mình á, màu đỏ may mắn, phát tài phát lộc. Nhưng mà nhiều anh chị lúc đó đi Việt Nam rồi, với lại Tết lu bu gia đình, cho nên là bị lỡ cái deal đó, không có mua được cái deal đó. Thì bây giờ em làm lại cái deal đó, mua 1.000 đồng supply bên em tặng cho cái máy dũa không dây brushless, là cái loại mới nhất bây giờ, là brushless, tức là cái motor của nó êm, nó không có gây ra tiếng ồn nhiều á. Vậy lần trước nếu mà anh chị nào lỡ dịp mà không có được tặng máy dũa thì bây giờ anh chị có thể xem hàng và order lại. Thì 1.000 trở lên thì bên em sẽ tặng máy dũa nha. Màu đỏ nè, may mắn phát tài phát lộc. Chúc cho các anh chị nhận được cái máy dũa này thì có khách dũa rụng cái nách luôn ha. Ok, I love you all, bye.